tam muội khiến thân đó luôn hiện ở trước tất cả chúng sinh tam muội biết biển âm thanh lời lẽ khác nhau của tất cả chúng sinh tam muội biết trí huệ thần thông khác nhau của tất cả chúng sinh tam muội tạm đại bi bình đẳng tam muội tất cả chư phật vào bờ mé như lai tam muội quán sát nơi giải thoát sư tử tần thân của tất cả như lai bồ tát dùng các tam muội nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật như vậy nhập vào tỷ lô giá na như lai, niệm niệm đầy khắp biển ta muội thần biến tất cả pháp giới, các bồ tát đó thảy đều đầy đủ đại trí thần thông sáng suốt tự tại, trụ nơi các địa, dùng trí rộng lớn quán khắp tất cả, từ các trí huệ giống tánh mà sinh ra, trí nhất thiết trí thường hiện ra ở trước, đắc được mắt trí huệ thanh tịnh để mà ngu si vì các chúng sinh làm điều ngự sư trụ chỗ bình đẳng của phật nơi tất cả pháp chẳng có phân biệt thấu đạt cảnh giới biết tánh các thế gian đều tịch diệt không chỗ nương tượng đến khắp cõi nước tất cả chư phật mà không chấp trước đều quan sát tất cả các pháp mà không chỗ trụ vào khắp cung điện tất cả diệu pháp mà không chỗ đến giáo hóa điều phục tất cả thế gian khắp vì chúng sinh hiện nơi an ổn trí huệ giải thoát làm sự tu hành luôn dùng trí thân trụ bờ mé lìa tham, vượt thoát các biển cõi, chỉ bày lý chân thật, trí quang viên mãn, thấy khắp các pháp, trụ nơi tam muội kiên cố bất động, nơi các chúng sinh luôn khởi đại bi. Biết các pháp môn thảy đều như huyễn, tất cả chúng sinh thảy đều như mộng, tất cả như lai thảy đều như bóng, tất cả lời nói thảy đều như vang, tất cả các pháp thảy đều như hóa. Khéo hay tích tập hạnh nguyện thù thắng, trí huệ viên mãn, thanh tịnh khéo léo, tâm rất tịch tĩnh, khéo vào tất cả cảnh giới tổng trì đủ lực tam muội dũng mãnh không khiếp nhược đắc được mắt trí huệ sáng suốt trụ nơi pháp giới đến nơi tất cả pháp không chỗ đắc tu tập biển đại trí không bờ mé đến được trí huệ ba la mật bờ bên kia rốt giáo được bát nhã ba la mật nhiếp trì dùng thần thông ba la mật vào khắp thế gian nương tam muội ba la mật đắc được tâm tự tại dùng trí không điên đảo biết tất cả nghĩa dùng trí khéo phân biệt khai thị pháp tạng dùng trí hiện rõ huấn thích văn từ dùng đại nguyện lực nói pháp vô tận Dùng đại sư tử hống không sợ hãi, thường thích quán sát pháp không chỗ nương, dùng mắt pháp thanh tịnh quán khắp tất cả, dùng trí nguyệt thanh tịnh chiếu thế gian thành hoại, dùng trí huệ quang chiếu đế chân thật, phước đức trí huệ như núi kim cang, tất cả ví dụ không thể đến được, khéo quán các pháp huệ căn tăng trưởng dũng mãnh tinh tấn, hàng phục chúng ma vô lượng trí huệ, oai quang xí thạnh, thân Ngài vượt thoát tất cả thế gian, đắc được trí huệ tất cả pháp không chướng ngại, khéo hay ngộ hiểu bờ mé tận vô tận, trụ nơi phổ tế, vào bờ mé chân thật, quán trí vô tướng thường hiện ra ở trước.